Rồi chào hết tất cả anh em và các bạn thì trở lại với cái buổi tối ngày hôm nay thì tương đối giờ này cũng là 9:30 tối rồi nha các bạn, nhưng mà mình đọc trên cái câu hỏi trên cái kênh YouTube Học Trồng Lúa của mình đó các bạn, thì có một anh em đã hỏi mình là cho xem cái sản phẩm ram vàng của công ty Hóa Sinh Á Châu nha các bạn. Thì đây là cái trang mình mở lên cái trang web của công ty Hóa Sinh Á Châu luôn các bạn. Thì đây cái gói găm vàng. À, nó không có bự nữa các bạn. Đây. Cái thành phần của nó là nitemiram các bạn. Nitemiram là 50% và cái bitrogen là 25%, thì nó tổng cái thành phần của cái gam vàng này là nó 75% các bạn. Thì nó do công ty sản phẩm này của công ty Hóa Sinh Á Châu, thì cái công ty Á Châu này thì của anh Toàn các bạn. Anh Toàn anh làm tổng giám đốc. Thì để mình mở lại cái thêm một cái sản phẩm Momento. Để mình mở lên cái trang web của công ty Bayer luôn nha các bạn. Đây anh em và các bạn thấy là đây là cái sản phẩm Movento của công ty Bayer luôn, cái trang này của công ty Bayer nha các bạn, để mình bùng bự nó ra. Đây. Movento là thuốc trừ sâu thế hệ mới tác động vị độc, lưu dẫn hai chiều. Thuốc có hiệu quả cao, kéo dài trên côn trùng chích hút. Các loại côn trùng khác Movento có tính chuyên biệt cao, chỉ diệt côn trùng khi thuốc đã được cây trồng hấp thu và côn trùng chích hút hoặc ăn bộ phận của cây trồng. Do đó, Movento rất thân thiện với môi trường, ít ảnh hưởng đến các loại thiên địch. Thuốc được đăng ký sử dụng trên rau màu, cây ăn trái tại Mỹ, châu Âu, nhiều nước trên thế giới. Công dụng và lợi ích. Thuốc có khả năng tìm diệt côn trùng gây hại, ẩn núp hoặc khi phun không trúng thuốc. Phun trên tán lá diệt được côn trùng gây hại ở phần rễ hoặc trên ngọn, xa tầm phun thuốc, giảm được chi phí công phun do hiệu quả cao và kéo dài. Phun trên tán lá diệt côn trùng có hại ở phần rễ nên không cần phải đổ thuốc xuống gốc. Thuốc không gây hại kiến vàng nên đất rất phù hợp cho quản lý dịch hại IBM trên cây bưởi, cây có múi. À, cái cơ chế các bạn thấy rất hay không? Cái cơ chế của Movento. À, đó là một trong những cái mình thích nha các bạn, cơ chế tuyệt vời. Đây để mình qua cách sử dụng. Các bạn cũng có thể tìm những cái sản phẩm Bayer ở trên cái trang Google các bạn của công ty Bayer Việt Nam đó các bạn. Đây. Thì đối với cái sâu đục quả trên bưởi đó các bạn, thì nó 300 ml cho một phi 200 lít, thì cái sản phẩm này chỉ sâu đục thân thì rất ok nha các bạn. Nhưng mà người ta chưa không có đăng ký trên lúa, người ta chỉ sâu đục quả trên cà chua bưởi rồi thôi. Trên bắp cải thì có riệp muội gầy mìm rồi các bạn, 25 cho 25 lít nước, 25 ml. Riệp muội gầy mìm, bưởi tiêu thì chỉ riệp sáp. Bò chỉ, chè. Thì với cái liều lượng á các bạn, thì chúng ta phun trên lúa đó các bạn, thì 1 cc cho 1 lít nước nha các bạn. 1 cc cho 1 lít nước. Thì cái cơ chế tác động của Movento này thì rất tuyệt vời. Thuốc này có tác động lưu dẫn nè, không có tác động tiếp xúc. Để thuốc phát huy tốt tối đa hiệu quả, phun thuốc ở giai đoạn cây sinh trưởng và phát triển mạnh và phun đủ nước để ướt đều tán cây. Thì để hạn chế sự kháng thuốc, phun thuốc luân phiên Movento các loại thuốc khác có tác động khác, không nên phun Movento liên tiếp 2 lần trong một vụ. Thì đó là đối với cái cây trồng các bạn, còn đối với cây lúa thì mình chỉ cần phun một lần một thôi. Thì Movento này thì sản phẩm của công ty Bayer Việt Nam, thì mình cũng không có gì phải gọi là thắc mắc hết trơn các bạn. Thì mình hy vọng cái sản phẩm Movento này mà kết hợp với cái Nitemiram đó, thì nó có thể quản lý cái gầy khoáng trắng được
cái thời gian nó dài hơn, thì mình hy vọng điều đó thì để cho nó mang lại một cái hiệu quả phòng trừ đối với bà con nông dân. Và trong thời gian 1 đến 2 ngày nữa đó các bạn, thì mình cũng sẽ tìm những cái mảnh ruộng khác người ta có cái thời gian sinh trưởng kém hơn mình đó các bạn, thì mình tìm những miếng ruộng nó chưa chỗ thì mình cũng cho bà con nông dân phun thử dài công nha các bạn. Thì phun mình sẽ áp dụng cái sản phẩm Movento các bạn, với một cái sản phẩm Map Juno, cái sản phẩm của Map các bạn, Map Juno hay Map Judo quên mất tiêu rồi. Map Judo. Thì cái hoạt chất Map Judo các bạn, thì hoạt chất nó chống ức chế lột xác các bạn, thì cái quá trình nó con gầy nó không lột xác được và trứng cũng hư các bạn. Thì mình để mình áp dụng cái Movento này với cái một cái thằng phần thuốc là của công ty Map Pacific Việt Nam á các bạn. Thì sản phẩm Map Judo 25 B thì nó y chang như cái sản phẩm áp lao ngày xưa của công ty nông dược 2 nha các bạn. Rồi thôi chào anh em và các bạn, để mình chia sẻ cái video này đến anh em, để anh em biết cái hình ảnh cái sản phẩm Movento và cái gói găm vàng của công ty Quá Sinh Á Châu hồi nãy mình vừa quay xong đó các bạn. Thôi chào anh em và các bạn, chúc anh em và các bạn có một đêm ngon giấc.